Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm 7 ca dương tính mới, trong đó thành phố Bến Tre có 1 tại phường Phú Khương, huyện Ba Tri có 2 ca tại thị trấn Ba Tri, huyện Mỏ Cài Nam có 4 ca tại xã Tân Trung. Trong số 7 ca mắc mới, có 5 ca được ghi nhận trong các khu cách ly phong tỏa và 2 ca tại xã Tân Trung ghi nhận ngoài cộng đồng. Đây là trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc tại bệnh viện. Trong đó, thành phố Bến Tre có 1 ca tại phường Phú Khương cộng dồn số ca dương tính toàn tỉnh là 1.455 ca, số ca được ra diện trong ngày là 43 ca, cộng dồn số ca khỏi bệnh ra diện là 843 ca, trong ngày cũng ghi nhận thêm một ca tử vong tại huyện Mỏ Cài Bắc, cộng dồn số ca tử vong là 33 trường hợp.